Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Điểm tin 168 giờ của báo Lâm Đồng Điện tử. Thưa quý vị, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hội nghị lần thứ 24 Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa được tổ chức nhằm rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai công tác năm 2019. Đây là kỳ họp cuối năm có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của năm 2018, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp năm 2019. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận đã khẳng định công tác chuẩn bị cho kỳ họp khá chu đáo về nội dung, trong đó có vai trò của các ban và các sở ngành đã làm tốt công tác phối hợp bám sát nội dung của kỳ họp, đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên, trước những tồn tại hạn chế, trên cơ sở đóng góp của các đại biểu nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất một số nội dung, như giao nội dung chất vấn, câu hỏi chất vấn cho các tổ đại biểu thảo luận trước kỳ họp nhằm đảm bảo đúng trọng tâm. Tăng cường phối hợp trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình theo hướng đảm bảo về thời gian, chất lượng, nội dung trình kỳ họp. Nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân trong công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngày 14 tháng 1, Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo đề án 61 của tỉnh và các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với các sở ngành năm 2018 được tổ chức. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đề án 61 của tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo đề án 61 của tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đơn vị có chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đề án 61 của tỉnh Nguyễn Thị Lệ đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các thành viên Ban chỉ đạo đề án 61 các cấp trong tỉnh, cũng như sự phối hợp giữa các sở ngành với Hội Nông dân tỉnh thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Nông dân cùng bộ phận tham mưu và các ngành trong Ban chỉ đạo đề án 61, cũng như chương trình phối hợp, cần rà soát về hệ thống chỉ tiêu của nghị quyết đại hội 10 của tỉnh, để xem các chương trình nào liên quan trong hệ thống để quyết tâm quyết liệt thực hiện. Bám sát nghị quyết số 15 của tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh địa phương, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nông sản Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngày 11 tháng 1 tại thành phố Đà Lạt, Bộ Y tế tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 dưới sự chủ trì của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban chỉ đạo dự án Trung ương. Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trị giá khoảng 70 triệu đô la Mỹ được triển khai từ năm 2014 đến năm 2019. Với mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống y tế 5 tỉnh Tây Nguyên, gồm Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân các tỉnh dự án, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Dự án bao gồm 3 hợp phần: tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã, năng lực quản lý tại các tuyến, cải thiện chất lượng và tiếp cận dịch vụ y tế tại bệnh viện. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, tỷ lệ giải ngân chung của các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 72,74%, thấp hơn so với cùng kỳ là 7,29%. Để thực hiện đến ngày 31 tháng 1 năm 2019 thanh toán, giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn đã bố trí cho các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn yêu cầu các sở ngành địa phương, chủ đầu tư các công trình, khẩn trương thực hiện các việc, tăng cường đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư của các dự án trên địa bàn, để kịp thời chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết.
đã nhanh tiến độ thực hiện của dự án nâng cấp đường DT724 và xây dựng 3 cầu thông tuyến đường DT721. Xác nhận khối lượng để thanh toán vốn đầu tư đã được bố trí cho dự án trong năm 2018. Ngày 17 tháng 1, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 nhằm tổng kết đánh giá những kết quả hoạt động của Liên hiệp hội trong năm 2018. Năm 2018, bên cạnh việc đoàn kết tập hợp rộng rãi đội ngũ trí thức, khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp hội đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. 42 tổ chức thành viên của Liên hiệp hội với hơn 15.000 hội viên đã luôn bám sát hoạt động chuyên môn, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2019, Liên hiệp hội sẽ thực hiện 5 dự thảo tư vấn phản biện xã hội về các vấn đề, những tác động của việc sản xuất rau hoa trong nhà màng, nhà kính đến môi trường, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên của Đà Lạt và các giải pháp đảm bảo cho ngành sản xuất rau hoa phát triển bền vững. Giải pháp khôi phục và bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc bản địa tại Lâm Đồng. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thưa quý vị, ngoài những thông tin chúng tôi vừa điểm, tuần qua báo Lâm Đồng còn nhiều tin bài quan trọng khác được đăng tải trên các số báo trong tuần và trên Lâm Đồng Online. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm tìm đọc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.